Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi sẽ bắt đầu cái bài này với một cái tình hình mà rất có thể các bạn sẽ vừa mới gặp nó cách đây vài ngày thôi, thậm chí là đang gặp nó ở thời điểm hiện tại. Cái hiện trạng đó là gì? Dù cho chúng ta có học cao như thế nào đi chăng nữa, có làm nhiều ra sao, có kinh nghiệm như thế nào, thì chắc chắn sẽ có lúc chúng ta cảm thấy đầu óc của mình phải gọi là rất chi là chán luôn, rất chi là mụ mị, rất chi là tối thui luôn á. Chúng ta không thể suy nghĩ ra được bất cứ một cái ý tưởng nào nó hay ho cả, đúng không? Chúng ta không thể sáng tạo được gì cả, phải gọi là bế tắc. Có ai bị như thế không? À, và cái điều đặc biệt là như thế này nè các bạn. Mình càng ép mình trở nên sáng tạo á, càng ép mình trở nên thông minh, thì mình lại càng không thể nào sáng tạo được. Đầu óc nó càng lúc nó càng tối, kể cả khi chúng ta rất muốn sáng tạo, rất muốn thông minh. À, vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Phải làm thế nào đây? Thưa quý vị và các bạn, trong cái bài này tôi sẽ chỉ cho các bạn hai cái kinh nghiệm rất là thực tế của chính bản thân tôi để giúp các bạn có thể suy nghĩ thông minh hơn. À, để khi mà các bạn cần ý tưởng, ok, có ý tưởng. Để khi các bạn cần sáng tạo, có luôn. Và khi các bạn cần giải pháp nào đó thì ok luôn. À, và cái điều thú vị của cái bài giảng này á, đó là tôi sẽ tập trung vào những thứ dễ, những thứ đơn giản. Những chi tiết phải gọi là rất là dễ hiểu. Cái tính đơn giản sẽ được đề cao trong cái bài này. Chắc chắn nó sẽ dễ luôn. Chắc chắn nó sẽ đơn giản luôn. Và chắc chắn ai cũng có thể làm được luôn. Nha, đó là cái mà tôi hứa với các bạn. Ok, bây giờ let's go. Chúng ta sẽ vào cái kinh nghiệm đầu tiên để có thể giúp các bạn suy nghĩ một cách thông minh hơn rất nhiều các bạn nha. Vô. Hello các bạn, chúng ta đang đến với cái kinh nghiệm đầu tiên để có thể giúp các bạn suy nghĩ thông minh hơn, sáng tạo hơn, thông suốt hơn. À, và cái cách này là cái cách mà tôi đã theo đuổi trong rất nhiều năm rồi. Các bạn phải thử nó một lần, các bạn mới hiểu là cuộc sống của các bạn sẽ vô cùng bế tắc nếu các bạn không biết xài cái cách này. Luôn phải có, không có là bế tắc, không có là không nghĩ được cái gì cả. Và đặc biệt là với những công việc mà cần cái sự sáng tạo thường xuyên á, cần ý tưởng thường xuyên, không thể nào không có cái cách này. À, vậy thì cái cách này là cái gì? Tôi sẽ tạm gọi cái phương pháp đó là combo cờ đờ. Ha. Combo cờ đờ là gì? Các bạn để ý như thế này nè. Khi mà các bạn cần ý tưởng, cần suy nghĩ thông suốt, cần một cái hướng giải pháp cho một vấn đề nào đó đó, thì thay vì các bạn ngồi một chỗ vò đầu bứt tóc, phải gọi là loay hoay giống như tôi đã từng, ha, thì bây giờ hãy thử combo cờ đờ này đi. Cờ đờ là gì? Chữ cờ có nghĩa là câu hỏi. Và chữ đờ là gì? Là đi bộ. Câu hỏi cộng với đi bộ. Chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng nó sẽ tạo ra rất nhiều những sự sáng tạo. Nó sẽ giải quyết và cho các bạn rất nhiều những câu trả lời mà có thể các bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra nếu các bạn không làm. Các bạn thấy nó rất mông lung, nhưng từ từ tôi giải thích cho các bạn nghe. Và tôi sẽ cố hết sức mình để cho các bạn thấy đây là một trong những cách giải tỏa bế tắc và nghĩ ra được nhiều ý tưởng phải gọi là tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Và đương nhiên nó cực kỳ đơn giản để ai trong các bạn cũng có thể làm theo. Các bạn chỉ cần đơn giản đứng dậy, đi bộ và hãy mang trong đầu của mình á một câu hỏi cho cái vấn đề mà mình đang cần giải quyết. Thế thôi nha. Nhớ, mang trong đầu mình một câu hỏi và hãy đứng dậy và đi bộ. Trong lúc đi bộ hãy suy nghĩ về câu hỏi đó. Chỉ cần như vậy thôi nha. Chỉ cần như vậy thôi, rất nhiều thứ sẽ được giải quyết, rất nhiều ý tưởng sẽ sinh ra trên cái con đường các bạn đi bộ. Nhà ví dụ các bạn là học sinh đi, cuối tuần này ví dụ vậy, các bạn có một cái bài thuyết trình, các bạn đang bí ý tưởng không biết phải làm sao cho hay. Bạn có thể ghim trong đầu mình một câu hỏi: làm sao để bài thuyết trình của mình vào cuối tuần được điểm cao 10 hay là 9 điểm gì đó. Ví dụ vậy, các bạn chỉ cần bắt đầu như vậy cho tôi. Hãy đứng dậy và đi bộ, để trong đầu mình câu hỏi đó. Trên hành trình đi bộ, suy nghĩ liên tục về cái câu hỏi đó. Thì các bạn tin tôi đi, 15 hay là 20 phút sau, điều thần kỳ sẽ xảy tới. Ha, cái này bạn thử đi. Thật sự luôn, hãy thử đi. Bạn sẽ có một cách, hai cách, ba cách, bốn cách, năm cách, sáu cách. Nó rất nhiều cách. Điều quan trọng, đứng dậy, đi bộ và mang trong đầu mình một câu hỏi. Chấm hết. Hoặc là bây giờ, kể cả những câu hỏi rất trừu tượng trong cuộc sống của mỗi người. Ví dụ như tôi thích gì? Công việc tôi yêu thích là gì? Ha, hãy đặt câu hỏi đó, đứng dậy đi bộ 15 phút, 30 phút, 1 tiếng. Tại vì vừa đi bộ vừa suy nghĩ nó không mệt. Tại vì tâm trí mình là vô câu hỏi rồi. Mình đi mình không cảm thấy mệt đâu.
đây là kinh nghiệm rất thật của tôi á. Tôi nói thiệt các bạn á, đây là một trong những chủ đề mà tôi vô cùng tự tin vì tôi đã làm nó rất nhiều năm rồi. Tôi hiểu từng chân tơ kẻ tóc của cái phương pháp này. Nên khẩn cầu các bạn hãy thử nó một lần, thiệt sự luôn. Hoặc là bây giờ bạn thích em nào đó ha, thì câu hỏi của cái buổi đi bộ của các bạn á, hoàn toàn là có thể là gì? Làm sao để tỏ tình với em? Cái cách tỏ tình với em là gì? À, hãy thử ghim câu hỏi đó vào đầu và đi bộ, chấm hết. Chỉ như vậy thôi các bạn. Cả đoạn đường đi bộ, nghĩ tới một câu đó thôi là ok. Nó hiệu quả không tưởng nha. Đương nhiên là tôi vừa mới mô tả cho các bạn thấy thôi. Bây giờ tôi sẽ giải thích chi tiết về cái việc tại sao cái cách này nó hiệu quả dưới lăng kính của kinh nghiệm và cả khoa học luôn nha. Bây giờ là cái phần giải thích đầu tiên nè. Tại sao phải đi bộ nhưng với điều kiện là phải có một câu hỏi? Tại vì thưa các bạn, trong tâm lý học á, câu hỏi là một cái công cụ để có thể định hướng sự chú ý, tập trung sự chú ý. Rất nhiều người trong các bạn phải gọi là không nghĩ ra được ý tưởng, không thể nào suy nghĩ thông suốt, không thể nào vượt qua được bế tắc vì chúng ta nghĩ lan man, vì chúng ta nghĩ tới bất cứ cái gì rồi rớt qua dòng suy nghĩ của mình. Có thể lúc đầu mình nghĩ tới bài thuyết trình, nhưng sau đó tự nhiên mình lại nghĩ tới cái game, sau đó mình lại nghĩ tới một em nào đó, sau đó mình lại nghĩ tới ABC gì đó. Đầu óc của mình là như vậy, mình mà không trói nó vô, không hướng nó tới một cái sự suy nghĩ nhất định thì nó sẽ đi vòng vòng. Vậy thì câu hỏi rất quan trọng. Bạn cần phải nêu cái suy nghĩ của mình vào một cái sự chú ý. Bạn cần phải có một cái khuôn để đi theo đó. Và câu hỏi là một trong những cái cách hiệu quả nhất để định hướng sự chú ý. Ví dụ bạn đặt một cái câu hỏi là tôi sẽ tỏ tình với em nở bằng cách nào? Thì cả một đoạn đường đi của các bạn, sự chú ý của các bạn đã được nêu vào cái vấn đề đó. Cái sự tập trung của các bạn bây giờ nó cao hơn nhiều lắm luôn á, so với cái việc mà lúng tung bung lang tang bán mà không có cái định hướng nào cả. Nên hãy nhớ nha, khi mà chúng ta tư duy thì câu hỏi luôn là một trong những cái công cụ quan trọng nhất để định hướng sự chú ý. Đừng bao giờ bước dậy đi bộ tư duy mà không có một câu hỏi nào đó trong đầu ha. Luôn phải có một câu hỏi, luôn phải xác định mình cần cái gì và đặt một câu hỏi duy nhất thôi cho cái vấn đề đó thì mọi thứ sẽ thông suốt. Thử đi, please. Đó là cái phần giải thích về cái câu hỏi. Còn cái thứ hai, tác dụng của đi bộ. Nó giúp được gì cho cái đầu của mình? Nó giúp được gì cho ý tưởng? Nó giúp được gì cho cái sự thông suốt? Thì thực ra công bằng mà nói, tôi cũng đã có nói về cái chủ đề đi bộ này với các bạn trong cái bài mà cách để vượt qua được bệnh lười biếng. Tôi có nói rồi, nhưng cái thời điểm mà tôi làm cái bài về bệnh lười á, cái phương pháp nó chưa có hoàn thiện như bây giờ. Và tới thời điểm hiện tại, nó có thêm rất nhiều những nghiên cứu hỗ trợ và support cho cái ý tưởng chúng ta sẽ thông minh, sẽ sáng suốt hơn rất nhiều khi chúng ta đi bộ. Các bạn có biết là một nghiên cứu tại Đại học New Mexico Highlands, thì các bạn sẽ biết là vậy. Khi mà mình đi bộ, cái bàn chân của mình tác động lên mặt đất, nó sẽ truyền áp lực qua mấy cái động mạch, dẫn đến tăng cái lưu lượng máu đến não. Mà các bạn biết, máu não mà tăng lên thì cái chức năng suy nghĩ của chúng ta sẽ được hỗ trợ, sẽ được tăng cường hơn rất nhiều. Nhưng mà chưa hết, trời ơi, còn nữa. Cái việc đi bộ ngoài trời á, còn giúp các bạn thư thái nữa. Nó cải thiện tâm trạng khủng khiếp và tăng cường các chức năng tư duy của cơ thể rất nhiều. Giống như tôi đã từng nói, nó thậm chí giúp các bạn tiết ra một cái hormone là endorphin, giúp cho tâm trạng của các bạn thăng hoa rất nhiều. Nó giống như là doping, nó giống như là cái thuốc kích thích được tiết ra một cách tự nhiên vậy đó. Một cái thuốc làm cho các bạn phê tự nhiên thực sự. Ai mà lười vận động có thể sẽ đả kích những gì tôi đang nói. Nhưng thưa các bạn cứ bám vào các nghiên cứu trong thực tiễn đi, từ những cái trường đại học, những cái trung tâm nghiên cứu lớn trên thế giới. Các bạn sẽ thấy những việc này người ta đã nghiên cứu hàng năm trời rồi. Và khoa học đã xác nhận đây không phải là tâm linh. Đây là khoa học, please nha. Và thưa các bạn, năm 2019 tôi có đọc được một cái bài báo mà tôi đọc xong tôi tấm tắc, tôi quá tâm đắc luôn. Tới mức mà tôi phải lưu lại và tôi nhủ trong lòng của mình á, tới một lúc nào đó mình sẽ lấy cái bài này ra và kể cho khán giả của Web 5 Ngày nghe. Các bạn thấy giống như trên màn hình các bạn nhìn á, đi bộ 10.000 bước mỗi ngày thì não sẽ lớn hơn người khác. Ha, và ở dưới có một cái phần tổng hợp dữ liệu vận động của hơn 2.300 người Mỹ ở độ tuổi trung niên. Thì nghiên cứu cho thấy mỗi giờ vận động nhẹ nhàng sẽ tăng 0,22% kích thước não. Ha, và những người đi bộ 10.000 bước mỗi ngày sẽ gia tăng kích thước não lên tới 0,35%. Đó, nó có nhiều cái công trình nó chứng minh lắm các bạn. Hoặc là một cái nghiên cứu khác tại Đại học Stanford, họ nói là đi bộ nó sẽ tăng khả năng sáng tạo lên tới 60% so với mức bình thường.
Thì các bạn thấy cái combo này nó là như vậy, và còn cái gì mà chơi lại nó nữa. Bạn định hướng sự tập trung bằng một câu hỏi, và bạn tiến hành bạn đi bộ, suy nghĩ về câu hỏi đó trong quá trình bạn đi bộ. Có thể là 15 phút, tùy theo cơ địa, mỗi người có người 15 phút, có người 1 tiếng, có người nửa tiếng. Trong cái quá trình đó, bạn được cơ thể của mình hỗ trợ rất nhiều cho cái chức năng não. Thì như một lẽ tự nhiên, bạn sẽ nghĩ ra được rất nhiều cách thông qua cái việc đó. Hãy đi bộ đi, please, và mang theo mình một câu hỏi cách đơn giản như vậy thôi. Siêu đơn giản như vậy thôi. Ai mà ở thành phố có thể đi ở công viên, có thể đi ở lề đường, thậm chí là đi vòng vòng nhà cũng được. Bạn nào ở quê thì quá tuyệt vời. Còn cây, còn cối, còn rừng, đi vòng vòng mấy cái nơi đó. Bạn nào mà ở biển nữa thì trời ơi, ai chơi lại các bạn. Nhưng mà cho dù chúng ta sống ở đâu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng vẫn có một cái môi trường nào đó để đi bộ. Có thể đi buổi sáng, có thể đi buổi trưa, có thể đi buổi chiều, buổi tối, tùy các bạn nha. Trời ơi, nó hiệu quả lắm. Trên đây là tôi vừa mới nói các bạn ở khía cạnh khoa học, còn bây giờ ở khía cạnh thực tế đi. Tôi nói thật các bạn mà cứ tìm hiểu nhiều về những cái người mà phải gọi là trùm sáng tạo, những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, ví dụ như nhà văn, ví dụ như triết gia, ví dụ như là những người thiết kế đi, thì các bạn sẽ thấy là cái việc đi bộ này họ nhắc đi nhắc lại thường xuyên. Có thể là họ vô tình họ phát hiện ra, hoặc là họ học được ở đâu đó. Nhưng cái phương pháp đi bộ này là một cái phương pháp đã xuất hiện rất lâu rồi, và nó đã được kiểm chứng tới kiểm chứng lui rất nhiều. Tôi lấy ví dụ một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế giới, tỷ phú nhà văn, đó là bà J.K. Rowling. Bà nói không một cái thứ gì cho bạn một ý tưởng ngon như là cái việc đi dạo ban đêm. Nhà văn đó ha. Và cái lời này là của bà đấy. Trong cuộc đời này có ai mà bí ý tưởng nhiều bằng nhà văn không các bạn? Mấy cái người viết là những người thường xuyên dễ bí ý tưởng lắm. Nhưng họ sẽ phá bỏ được cái sự bí ý tưởng đó. Ai mà đọc Harry Potter, trời ơi mấy cái bộ sách nó dày cùi à, mà cái bộ nào nó cũng ly kỳ, nó cũng hấp dẫn. Và cả thế giới mê đắm cái tác phẩm đó, thì thưa các bạn, tác giả của nó chắc chắn sẽ phải gặp những cái tình huống bí chứ. Thì người ta cần ý tưởng, người ta cần lối ra, lối thoát. Và chính tác giả đã nói cuộc đi dạo ban đêm cho bà rất nhiều những ý tưởng. Hoặc là bây giờ các bạn để ý ông Steve Jobs, một trong những bộ não thiên tài. Thì các bạn nghiên cứu về ông Steve Jobs nhiều, các bạn sẽ thấy là ông này ông rất thích vừa đi dạo vừa nói chuyện, vừa bàn ý tưởng. Ông rất thích, nó có lý do đấy. Chứ không phải là tự nhiên người ta lại thích đi dạo để bàn công việc đâu. Người ta suy nghĩ thông suốt hơn rất nhiều khi người ta đi dạo. Một cái chi tiết rất thú vị, hoặc là ông triết gia Friedrich Nietzsche. Xin lỗi nha, tiếng Đức của tôi nó không giỏi nên là tôi đọc chắc nó cũng sai bè bét rồi. Mong các bạn bỏ qua cho tôi ha. Ông Friedrich Nietzsche, ông nói một cái câu là tất cả những suy nghĩ thực sự vĩ đại đều được hình thành bởi quá trình đi bộ, bởi sự đi bộ. Đấy, một trong những triết gia ảnh hưởng nhất và cái ngòi bút sắc bén nhất ha. Hoặc là ông Hippocrates, người được cho là ông tổ của y học phương Tây. Ông nói một cái câu đại loại như đi bộ là cái loại thuốc tốt nhất. Các bạn thấy không? Từ xưa tới giờ, đi bộ và ra được ý tưởng giúp cho não của mình hoạt động tốt hơn là một thứ đã được xác nhận đi xác nhận lại bởi rất nhiều người. Nên rất có thể cái ý tưởng này là mắc cười với những người chưa làm. Nó buồn cười, nó ngây ngô với những người chưa thử. Nhưng thử đi, có những thứ thử rồi mới biết. Mang theo mình một câu hỏi đi. Và hãy đi bộ. Đi đi. Tự nhiên bèo nào mình cũng sẽ có một vài cái ý tưởng, cái hướng đi. Và nếu mình phát triển cái thói quen này bằng cách đừng chờ đợi tới lúc mình bí ý tưởng mình mới đi bộ, mà thay vào đó mình đi mỗi ngày, thì thưa các bạn, sự bí ý tưởng sẽ dừng lại rất rất lâu, vì ngày nào các bạn cũng sẽ có một ý tưởng nào đó để khác người ta. Ok ha, đó là cái phương pháp số 1. Bây giờ chúng ta sẽ tới phương pháp số 2 để có thể giúp các bạn suy nghĩ thông minh hơn các bạn nhé. Rồi, hello tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với cái phần tiếp theo, cái bí quyết số 2 để chúng ta có thể suy nghĩ nó thông suốt hơn, nó cởi mở hơn và có nhiều ý tưởng hơn, nhiều cái sự thông minh hơn trong cái việc mà thực hiện công việc của chúng ta nó hiệu quả và nó tốt đẹp ha. Thì sau khi mà nghe cái phần đầu tiên á, tôi hiểu là sẽ có rất nhiều khán giả của tôi có một cái thắc mắc như thế này. Chỉ thì chỉ hay á, nhưng mà đâu phải cả ngày lúc nào cũng rảnh đứng dậy đi bộ qua lại đâu. Đi làm sao mà đứng dậy đi qua lại được, đúng không? Phải ngồi ở chỗ làm việc chứ. Đi làm mà đi tới đi lui kỳ ha. Tôi biết, sao không biết. Nên cái phần số 2 này, tôi sẽ chỉ các bạn cách để có thể khiến cho cái não của các bạn á,
khiến cho cái phong độ của các bạn trở nên dữ dội và ngon cơm khi mà ngồi tại bàn làm việc. Làm sao để có những cái suy nghĩ nó giúp mình thông minh hơn đây ha? Thì thưa các bạn, vẫn giữ đúng cái lời hứa từ đầu của chương trình này. Cái cách thứ hai này tôi chỉ các bạn chắc chắn sẽ vẫn là một cách rất đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn cả cái cách số 1 nữa. Bài nào thì phức tạp, bài nào thì khó khăn, nhưng bài này chắc chắn là sự đơn giản. Vậy thì tôi chuẩn bị nói cái gì đây? Cái cách này á, tôi học được cách đây 7-8 năm gì đó, rất lâu rồi. Thậm chí là tôi còn quên đi mất là tôi đã từng học nó nữa. Mình không còn nghĩ về cái nguồn gốc của nó nữa. Cái tự nhiên cái bữa tôi ngồi tôi soạn cái bài này thì đương nhiên là tôi phải ngồi tôi suy nghĩ, tôi kiếm lại trong cuộc sống của mình, coi có cái cách nào mà mình có thể sáng tạo hơn, có thể tập trung hơn, có thể thậm chí là thông minh hơn trong cái khoảng thời gian mình ngồi tại bàn làm việc á. Thì tôi nhớ lại ngay cái cách này. Đây là cái cách mà hồi đó tôi học được trong cộng đồng của những người viết bài đó các bạn. Những người writer đó, dân viết bài, giống như tôi nói với các bạn hồi nãy á, là một cái nhóm dân mà thường xuyên bí ý tưởng, thường xuyên không tập trung, thường xuyên cần cảm hứng để mà viết. Thì bản thân tôi là một người thích viết nên tôi học lớn nhiều lắm. Thì quay trở lại cái ngày đó đó, tôi học được một cái chiêu của những người writer nước ngoài. Cái chiêu của họ rất đơn giản thôi. Họ bật một bài hát mà họ yêu thích và cho nó lặp đi lặp lại. Một bài thôi và đó nên là cái bài họ thích. Đương nhiên thì nhạc không lời cũng được, nhạc có lời cũng được. Nhưng mà với bản thân tôi á, thì tôi thích nhạc không lời và nhạc nước ngoài hơn. Chứ tôi không thích nghe một bài hát mà lặp đi lặp lại theo cái ngôn ngữ của mình, vì mình có thể nhẩm theo cái lời. Thì như vậy nó lại không có tập trung được. Các bạn hình dung chưa? Chú ý nha, chú ý. Chúng ta sẽ mở một bài hát mà chúng ta yêu thích và lặp đi lặp lại chỉ một bài đó thôi. Và đừng vội làm việc. Hãy ngồi và nghe cái bài đó. Nghe cho tới khi nào cái bài đó nó có cảm giác, nó hòa vào cái background, nó hòa vào cái không khí. Nó không còn là một bài hát bình thường như mình nghe nữa, mà nó đã trở thành một cái âm thanh của môi trường đó luôn rồi. Ha, bạn sẽ có cảm giác đó. Bạn nghe bài hát đó một lần, khoảng 3 phút đi. Nghe tới lần thứ 2 khoảng 6 phút. Tầm phút thứ 7, thứ 8, thứ 9 gì đó, bạn sẽ bắt đầu hòa mình vào cái bài hát đó. Và bạn sẽ có cảm giác cái bài đó là một cái phần của cái âm thanh trong cái môi trường đó. Lúc đó, hãy bắt đầu làm việc. Thì cái sự sáng tạo nó sẽ thông suốt rất là nhiều, thưa quý vị và các bạn. Đương nhiên, tới cái khúc này, tôi biết nhiều người trong các bạn sẽ cười lên cái nhảm, vớ vẩn, đúng không? Tôi cũng nghĩ y chang các bạn. Rất lâu rồi, trong não của tôi nghĩ cái chữ y chang luôn. Khi mà lần đầu tôi nghe người ta share về cái phương pháp này, lúc đầu mà tôi nghe người ta chỉ, tôi không có làm theo. Hay nó nhảm quá, hay nó vớ vẩn quá, làm gì có cái chuyện mà một bài hát nghe lặp đi lặp lại có thể làm mình tập trung và sáng tạo hơn. Nhưng tự nhiên cái tôi cũng bất ngờ một cái là vậy. Tại sao rất nhiều người viết có thể gọi là khá nổi tiếng, họ cứ nhắc đi nhắc lại cái này vào cái thời điểm đó? Không chỉ một người giới thiệu phương pháp này mà còn 5 người, 7 người, rồi càng ngày càng đọc rất nhiều ở cái giai đoạn cách đây khoảng 7-8 năm. Thì tôi mới thấy, ủa, nếu mà đây là một cái trò lừa phỉnh thì phải có ai bóc phốt nó chứ, phải có ai mà phản đối nó chứ. Đằng này sao mà cứ hết người này tới người kia, khi mà họ chia sẻ về cái bí quyết mà họ viết bài thì họ lại nhắc tới cái này. À, lúc đó tôi mới bắt đầu tôi thực sự nhìn nghiêm túc vào cái phương pháp này. Thì tôi thử, thì đúng, thưa quý vị và các bạn, tôi khẳng định với các bạn, nghe một bài hát, nghe cho tới khi nó hòa vào khung cảnh, và bắt đầu từ đó mình mới vào mình làm việc, nó sẽ kích thích mình viết một lèo rất là nhiều. Cái này cũng như là phương pháp số 1 thôi, các bạn có thể thử. Đương nhiên, tôi cảm thấy là cái cách này tôi cũng đã xi nhan với nhiều người bạn của tôi. Thì có đứa nó làm nó thấy hiệu quả, có đứa nó làm nó không hiệu quả thì thôi. Tôi không có sure 100% là sẽ hiệu quả giống như cách số 1. Cách số 1 là 100% tôi khẳng định với các bạn hiệu quả nha. Còn cách này, tôi không biết từng người như thế nào. Nhưng tôi vẫn rất mong muốn là tất cả các bạn hãy cho bản thân mình một cơ hội để thử. Bật một bài hát lên, bài hát mình yêu thích, nghe đi nghe lại. Chỉ một bài đó thôi, cả mấy tiếng đồng hồ làm việc chỉ nghe một bài đó thôi nha. Và lúc đầu vô thì đừng vội làm việc liền. Sự tập trung rất là tuyệt vời ha. Sau này thì tôi cũng tìm hiểu, tôi cũng có nghiên cứu. Thực ra những cái bài nghiên cứu, những công trình khoa học về cái phương pháp này nó không có nhiều các bạn. Tôi kiếm quá trời quá đất luôn thì hình như chỉ có duy nhất một công trình thôi. Theo như tôi được biết ở thời điểm hiện tại, đó là của bà Elizabeth Helmuth Margulis.
thì bà này á, bà chuyên nghiên cứu về cái việc mà bài hát lặp đi lặp lại, âm nhạc lặp đi lặp lại. Đây là một nhà tâm lý học. Thì bà có nói á, cái việc mà lặp đi lặp lại một ca khúc như thế, nó giúp cho mình tập trung, nó làm cho mình hòa nhịp vào bài hát, cái tâm trạng của mình cũng bị ảnh hưởng. Và đặc biệt nhất là nó ngăn cho mình cái việc mà suy nghĩ tùm lum tà la. Nó làm cho mình tập trung, nó làm cho mình bị cuốn vào cái giai điệu đó, và mình sẽ không còn suy nghĩ lan man nữa. Lúc này tất cả những sự chú ý của mình đã được định hình lại, đã được dồn lại, và có thể phục vụ tốt cho cái công việc mà mình đang chờ làm ha. Vậy thì các bạn cứ thử thôi ha, cởi mở lên các bạn. Chúng ta cứ thử thôi. Những thứ này thành công hay thất bại, nó không gây chấn thương, nó không làm bất cứ cái gì nguy hiểm tới tính mạng cả. Nên hãy cho bản thân mình một lần được thử. Ngày thì tôi nghe những cái loại nhạc lo-fi chiêu chiêu gì đó ha. Có ngày thì tôi nghe nhạc không lời, có ngày tôi nghe acoustic, có ngày thì tôi lại nghe những cái nhạc bản nhạc dance, nó nhanh nhanh chút xíu đấy. Đó là một buổi tôi chỉ nghe một bài hát duy nhất thôi. Và lúc nào ngồi vào bàn, tôi cũng sẽ cố gắng nghe theo cái bài hát đó để tôi và nó hòa nhập. Và cứ thế thì tôi làm thôi ha. Thì với bản thân tôi không có giới thiệu các bạn bất cứ một cái gì mà tôi làm nó không hiệu quả đâu nha. Rồi, như vậy là tôi đã vừa mang tới cho các bạn hai cái cách để chúng ta có thể gọi là suy nghĩ nó dữ dội hơn, nó ngon cơm hơn, nó thông minh hơn ha. Một cách là đi bộ ở ngoài và một cái cách là ngồi tại bàn làm việc. Tôi hy vọng là hai cái chiêu này sẽ giúp các bạn nhiều trong cuộc sống. Vốn là một cái cuộc sống hiện tại lao động trí óc được đề cao, và chúng ta sẽ luôn phải tạo ra một cái gì đó hay ho. Thì hai cách này tôi mong là sẽ giúp được các bạn không ít thì nhiều ha. Ok, như vậy là cái bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây ha. Tôi rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ thì bye bye các bạn, và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau các bạn nha.